Chúng ta đang có mặt tại vườn hành của chú Hiếu, địa chỉ tại xã Mường Von, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Chú đang sử dụng sản phẩm Coco 25SC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam để phòng trừ bệnh trên cây hành. Thì chúng ta nghe cảm nhận của chú về sử dụng sản phẩm của công ty cổ phần nông dược Việt Nam ạ. Chú, sau khi chú sử dụng sản phẩm Coco 25SC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam thì chú cảm nhận như thế nào ạ? Chú thấy cũng tốt. Cây nó phát triển gọi là ổn định, không phát triển bệnh. Màu sắc của nó thì cũng xanh và đẹp. Vâng. Cá cây của chú thì lúc chưa phun thì lá nó vàng, vẫn bị cây bị bệnh vàng lá nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Đó. Thì sau khi phun thì chú cũng không thấy các bệnh phát triển thêm nữa đúng không? Đúng đúng đấy. Vâng. Cây thì khỏe đẹp hơn đúng không? Đúng rồi. Còn thời tiết nắng nóng thì cây vẫn phát triển nên tươi tốt này chú nhé. Và nó cũng vẫn xanh đẹp. Vâng, đồng nghĩa việc là cái thuốc thì chống chịu với cái thời tiết này cũng rất là khô hạn như này, thì thời điểm bây giờ khô hạn này thì cây nó phát triển tốt là cũng rất là tốt rồi đúng không? Vâng. Cái cây hành của chú thì chú đang sử dụng sản phẩm Coco thì rất là tươi, đẹp. So với trước khi phun thì chú có sử dụng một số dòng khác rồi nhưng mà cây nó không được tươi lắm. Cháu cảm ơn chú đã tin dùng sản phẩm của công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Như chú hay dùng thì như bây giờ thì chú có dùng thêm các sản phẩm của công ty nông dược Việt Nam không ạ? Chắc tới đây chú vẫn dùng thôi. Vâng, chú có dùng thêm cả vườn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, tôi tới đây là tôi sẽ dùng cái thuốc này để cả vườn luôn. Như chú sử dụng thì liều lượng chú phun thì như thế nào ạ? Một gói này tôi pha 18-20 lít. Vâng, một gói là 15 ml đúng không ạ? Đúng rồi. Gói 15 ml chú pha 18-20 lít nước. Vâng. Đúng đấy, từ 18-20 lít. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Chúc chú sức khỏe ạ. Vâng. Cảm ơn team này, anh em đi tư vấn thuốc. Vâng. Như nếu mà cháu hỏi tí là cái giá cả của thuốc như thế nào chú cũng cảm thấy ok đúng không ạ? Cái gì, giá cả thế thì cũng là trung bình thôi. Vâng, so với các thuốc khác thì cũng bình thường đúng không? So với chất lượng như thế là cũng ổn định ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Vâng.